Vinsa mình chúng ta cùng đến với những diễn biến tiếp theo tại vòng thi đấu thứ 5 của giải bóng đá An Phú Arena League 2023. Mở màn ra vòng đấu thứ 5 này sẽ là cuộc so tài của các thủ FC UFM và các cầu thủ của Điện lực VinFast. Như vậy tiếng còi các lên V1 của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Gasol Vinh cùng với người đồng đội mang áo số 21 đang được bố trí chơi cao nhất trên hệ thống tấn công, đó là Quốc Nhật. Rất nguy hiểm và bàn thắng rất sớm dành cho các cầu thủ của Điện lực VinFast. Đã cùng theo dõi lại pha lấy bóng rất nhanh của các thủ áo xanh và sau đó là một cú ra trận khi mà thủ thành của FC UFM đã có những thiên hướng bật ra rất xa khoảng thành của mình và tất nhiên cũng phải trả giá với bàn thua vừa rồi. Thì thời gian càng trôi về sau thì mọi thứ sẽ trở nên khắc nghiệt hơn. Đột lực xoan xuống rất hay, có cơ hội đột phá, đột xoay sở, chân trái. Và các cầu thủ của FC UFM cũng đã có được điều mình cần, đó là bàn thắng để giúp cho trận đấu được đưa trở lại trạng thái cân bằng. Một tình huống rất nỗ lực của số 7 Thanh Duy. Như vậy là chúng ta không phải chờ đợi quá lâu. Có thể chiêm ngưỡng được cả hai bàn thắng của hai đội bóng. Đều là người đã chủ động áp sát và khiến cho FC UFM gặp rất nhiều những sự khó khăn. Quý Đinh Nhượng không vào. Đây là pha bóng rất tốt của Thành Chí Công. Rất khó chịu, vẫn còn. Vẫn là quyền kiểm soát bóng của cầu thủ bên phía Điện lực VinFast. Điện lực VinFast đang tạo ra được một lối chơi đầy ba bị. Liên tiếp là những tình huống áp sát và khiến cho thủ thành Chí Công rất vất vả. Cơ phản công. Đội bóng dài của Đức Anh. Cao Xuân Vinh. Đó là Cao Xuân Vinh. Rồi đang xin bóng ở tuyến trong. Không thể đến được vị trí của Thanh Duy. Nhưng vẫn còn Thanh Duy. Và xử lý cây của số 7. Nhưng nó thực sự là một pha trận hơi hiền. Và trước đó là nỗ lực của Xuân Sang cùng vào Xuân Vinh đưa về quả đá phạt dành cho các cầu thủ của FC UFM. Nhiệt độ vẫn chưa phải là quá cao ở trong hiệp thi đấu thứ nhất cho các cầu thủ của FC UFM và Điện lực VinFast. Tuyến 2 chưa phải là một trạng thái để tung ra cú sút quá tốt dành cho số 21. Trời đang dần trở nên khởi sắc dành cho cả đội bóng, đặc biệt là cầu thủ FC UFM. Để nhượng thì cũng lốc bóng rất nguy hiểm và tiếp tục là bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ của Điện lực VinFast. Tỷ số tiếp tục có và một lần nữa thì Điện lực VinFast lại lấy lại lợi thế dẫn trước của mình. Lại là một tình huống lốc bóng. Và thủ thành Chí Công đã không kịp để lùi về. Cầu vẫn đang được tiếp tục. Xuân Khoa. Bàn thắng.
vẫn còn sẽ phải sát chiêu đường truyền Thành Duy. Không được, bóng đã kịp phá ra trước khi Thành Duy có thể thực hiện cú dứt điểm. Rất khó chịu cho lối chơi cũng như là cách thoát xuống của Thành Duy. Nhiều khả năng thì diễn biến ở trong hiệp thi đấu thứ nhất không có quá nhiều những sự bất ngờ. Sẽ sợ cô ơi, không được. Vẫn rất đáng tiếc dành cho Thành Duy. Nhưng lúc này thì một cầu thủ của Điện lực Nguyên Phát đang rất đau. Đường trường Hiếu Nghĩa thì chuyển khá động, cô ơi. Vẫn bỏ lỡ, rất đáng tiếc dành cho Thành Duy. Không. Đội trưởng Hiếu Nghĩa sẽ sợ chân trái rất nguy hiểm, bóng đi đập ở mép dưới của Sa Gang và đi vào lưới trong sự gỡ gàng. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này, bóng rất đẳng cấp của cầu thủ bên phía Điện lực Nghi Phát. Tỷ số đã được dâng cao, của một bóng rất căng. Bóng găm thẳng vào khung thành của Thành Chí Công. Cả phạt nhanh, quả tạt bóng đánh đầu, vẫn còn. Vẫn chưa thể thành công dành cho số 7 của FC UFM. Quả bóng của đội trưởng Hiếu Nghĩa, Thành Duy, hợp lý, cơ hội, Thành Duy, Thành Duy. Cao thủ FC UFM đã có được bàn thắng thứ hai. Và đó cũng là những diễn biến của cuối của hiệp thi đấu thứ nhất. Nhưng trước hết chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Một tình huống phối hợp rất hay, trước đó thì đội trưởng Hiếu Nghĩa cũng đã chủ động bỏ bóng và ở lại cánh trái. Ở cánh còn lại thì các đội cũng đã tận dụng rất tốt. Hiệp một khép lại. Đội trưởng Hiếu Nghĩa là một trong những cầu thủ đứng trước quả đá phạt này, cùng với sự có mặt của Thành Duy. Hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Thành Duy không thể vượt qua đường đao, vẫn còn. Những cú đá chân liên tiếp, có tiếng còi. Rất khó khăn cho các thủ FC UFM đánh đâu. Rất đáng tiếc. Đội xác định sẽ là quả đá phạt góc. Nhưng tiếp tục một cầu thủ của rất chắc chắn. Cuối cùng Xuân Vinh. Hợp lý. Quang Đại. Quang Đại rất nguy hiểm. Thành Duy. Đáng tiếc là trọng tài đã phất cờ vào lỗi việt vị đối với Thành Duy. Quả đá phạt rất khó chịu, nhưng Thành Chí Công đã có pha xử lý rất gọn gàng. Đội trưởng Hiếu Nghĩa, Xuân Vinh, Xuân Vinh đột phá, Xuân Vinh, Xuân Vinh để ngã trong vòng cấm rất lộn xộn. Bây giờ thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Tuấn Black. Đưa bóng lên hồng. Nhật Bản. Vẫn là số 12. Cô ơi! Có tiếng còi. Quả bóng mà số 12 đã thoát xuống cách cực kỳ khéo léo. Đình Dương. Quả sở rất quyết đoán và tỷ số tiếp tục được dâng cao. Lên thành 4-2. Cho các cầu thủ của Điện lực Nghi Phát. Quả bóng mà có thể đánh lừa được Thành Chí Công. Như vậy là hiệp thi đấu thứ hai vẫn là kịch bản mà các cầu thủ của Điện lực Nghi Phát có được bàn thắng trước. Đội trưởng Hiếu Nghĩa rất khó chịu, lại một lần nữa thì Sa Gang đã cướp từ đi những bàn thắng của các thủ bên phía CUFM. Sức lực vừa rồi thì đến lượt thủ thành Tuấn Black gặp sự cố.
một phát người làm gì đây? Tùng Lách có tình huống băng ra rất xa. Hoài Thương không được. Hiền Văn, Xuân Vinh hơi thất thế. Đội trưởng Hiếu Nghĩa, đường chuyền này cơ hội rất nguy hiểm. Bóng đi trúng cột dọc nhưng Thanh Di là người đã băng vào để giúp cho FC UEM có bàn thắng đúc kết khoảng cách ở thời điểm cực kỳ quan trọng này. Chúng ta cùng chờ, cùng theo dõi lại pha bóng này. Quả bóng mà FC UEM đã thoát xuống cách rất mạnh mẽ và lại là phải Thanh Di lên tiếng ở thời điểm cực kỳ quan trọng cho FC UEM. Rất khôn khéo cho Thanh Di khi mà anh cũng đã chủ động áp sát đuổi theo bóng. 5 phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai, vẫn còn thời gian cho này, thời điểm quan trọng và cả ban huấn luyện của hai đội bóng đang rất xem sao và rất mẫu mực với tình huống băng vào dứt điểm này. Có vẻ như lại là Thanh Di. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống đá phạt góc thành bàn này. Tỷ số được cố định là 4-4 ở trong những thời điểm cuối, những thời điểm bù giờ của trận đấu này. Rất khó chịu. Và trọng tài cũng đã thổi còi để kết thúc trận đấu đầu tiên của vòng thi đấu thứ 5. Tỷ số chung cuộc là 4-4. Các thủ của SOM đã có một hiệp thi đấu thứ hai qua ban nhãn nhưng mà đã có thể cầm hòa thành công. Điện lại nguy phát. Và quý vị giả lên bên chúng tôi sẽ trở lại ngay sau đây với những diễn biến tiếp theo ở trong khuôn khổ của giải bóng đá An Phú Adrenaline 2023.